Chị xin chào cô chú anh chị. Em ơi. Xin chào. So the avocado, the good one and the big already. Yeah, they already can pick from the tree. Bơ già rồi cô chú anh chị này. Ở đây cái này vẫn có quả non nhưng mà đây là quả già rồi, cây kia bên non hơn. Today Yuri will try to know how to take care of the coffee in Vietnam and avocado and fruit in the garden. That helps so much. Good motivation speaker. At least you smell now. So see, avocado, how is avocado? Cái này đang non không vậy? When do we harvest the coffee? Normally September in the year. Đây là cà phê cô chú anh chị ạ. Tầm tháng 9 tháng 10 đã bắt đầu thu hoạch. Bây giờ có trái đến tầm tháng 9 tháng 10 là sẽ thu hoạch. Bây giờ đang còn xanh. Đây vườn rất là nhiều trái cây, sầu riêng nữa. Sầu riêng, bơ. Chôm chôm hồ. Chôm chôm. Đây là gì của Thúy? Đây là vườn của nhà dì. Chôm chôm nhiều trái bên này, chôm chôm Thái. Yuri cũng thích ăn cái này nhưng mà giờ chưa chín. One month later can already can eat. Okay. See how did the coffee rip already? Trong là có cái hạt cà phê bên trong cái này. Yeah. Good one. So did the durian. Yuri không thích ăn sầu riêng. Yeah. Maybe can cut down the tree. Và cái rẫy cà phê này thì cũng gần nhà dì á cô chú anh chị. Cà phê nhưng mà xen kẽ cây ăn quả như thế này thì năng suất sẽ cao hơn bình thường nữa. Đây, sầu riêng. Do you have any question? Avi. Yeah, why they don't plant something useful here, taking one space for useless food? Durian is expensive in here and everybody like durian in here mostly. Like 95% of people here, they like durian. And plant durian, you can sell with 1 kilogram is around 85,000 or more than that. And one fruit from 2 to 5 kilogram. Yeah. That's why they plant. And I like to eat durian also. I don't. Yuri không thích ăn sầu riêng. I don't want to see durian. Huh. Not yet smell. Not yet smell. You cannot smell it. Can I have that? No. I could throw in your face. Take it off like that. Can take it off and then make the tree stronger. Try one. How do I know which one to break? Cái này là những cái cành thừa, có nghĩa là mình vặt đi để cho cây nó khỏe hơn một chút xíu, để trái to hơn, năng suất hơn. Yuri thì rất là muốn được đi hái cà phê mà bây giờ còn lâu mới đến mùa để Yuri hái cà phê. Anh kiểu muốn trải nghiệm tất cả các mọi việc ở Việt Nam, ở việc làm nông như thế nào. Tại vì như mọi người cũng biết là ở Tây Bắc á, những người Tây mà về Việt Nam du lịch ở Tây Bắc thì họ phải trả tiền để đi cấy lúa, để đi làm ruộng ấy. Còn đây Yuri lại còn được làm miễn phí chứ. How about job like that? Yeah, good job. It's easy. No. Of course it's like easy but tiring. Yeah. That is a farmer in Vietnam. A hard job. Actually farmer anywhere. Yeah. Too old and then it dropped in here. This one is ruining already. Yeah. Cái này bị hư rồi cô chú anh chị ạ. Chỗ này nè. Mình thấy chín rồi nè. Cái đoạn chỗ này bị con gì ăn nhưng mà mình vẫn có thể ăn. Béo. Ngon quá. And did the avocado. Hai cô chú anh chị. Cầm trái bơ lắc như đúng rồi nhưng mà không hiểu lắc như vậy để làm gì hay không.
kiểu như là tỏ ra rất là dân sành về bơ rồi chuyên các thứ đấy của chú anh chị ạ, đánh chọc đấy. Mà thường thường nếu mà lắc như vậy nghe cái tiếng hột của nó kêu lọc cọc bên trong là rất là già, sắp chín, còn một còn vài ba ngày là chín. Avocado, small tree, but have some other food. So we have to pick some only one to throw away. Yeah. Like small one like this, and only one, it's not straight. The straight one like this we keep, but the only one like this we pick, throw away. If too much like that, so we're picking the only one. Yeah, like small one and look only like this. Actually, this one later will be so good, but we cut too much into one tree. Cái này rất là ngon các chú anh chị. Nếu mà sau này nó chín á, thì cái phần này nó rất là đặc ruột. Cái chỗ này, quả bơ này nó rất là đặc ruột luôn, nhất là cái phần này nó không có tí hột luôn á, thì nó sẽ rất là ngon, béo, dẻo bùi. Nhưng mà tại vì cây này bé tí tí mà quả nhiều quá này. Quả không. Thì lúc nhỏ là Thủy, nhà Thủy là, thì lúc nhỏ là không, mình đâu có đồ ăn đâu có chú anh chị, là bơ là mình cứ Thủy cứ hay vào nhà gì xin bơ xong về ủ cho nó chín, xong ra đầu cứ mỗi lần ăn cơm là nạo cái ruột bơ ra xong ăn, mình dầm với nước mắm á, xong mình ăn với cơm, là ăn cơm với bơ thôi á, là ăn cơm với bơ để lớn lên tận bây giờ đúng không chú anh chị ạ. Thì mọi người cứ thử thì nó sẽ rất là ngon luôn. Bơ này mà kiểu dầm với nước mắm một chút mình chín xong là ăn với cơm rất ngon lắm này anh. So big here. Lắm già lắm rồi, cái này là. Và cái cuống của nó cũng mùi rồi kìa. Show me. To bằng mặt Yuri luôn. You have some inside. The seeds are shaking inside. No. But it's out already. Rất là to luôn. To hai quả này bằng mặt Yuri luôn rồi. So big. Đây là một cái bơ ngon nhất vườn con chú anh chị ạ. Thì kêu cái này là giống bơ hồng ngọc, quả của nó rất là béo bùi, kêu béo rồi mà cây này chỉ có hai trái to nhất, bây giờ thì sẽ trèo lên để hái. Cái lá bơ của cây này cái lá của nó còn khác, lá cây khác. Cái lá của cây bơ này á, nhìn nó cũng khác hẳn so với lá cây bơ khác, cũng kiểu tròn. Wow, siêu to, thật khẹo đó. Vi Minh âm, có chạy gì? Chạy thủy đáo, à chạy. Cái gì? Siêu ngon luôn. Cái gì ạ? Ừ. Xe luôn. Ừ. Da nó có chú anh chị nè. Ủa, quẩy mất nè, tạt rơi. Ồ, thấy cái hột bơ của nó, khi mà quả bơ già kiểu rất là già rồi, cái hột của nó này. Mình lúc như thế này là nó kêu bên trong. Mang về Phần Lan ủ bơ. Bring to Finland. Bây giờ Thủy qua vườn nhà Thủy để hái tiếp bơ. Bon hơi lằng nhằng cho nên phải cõng con Bon đi. Biết teo. Bon biết teo. Bon biết teo. Cây bơ nhà Thủy đã chín già và rụng hết rồi, nhưng mà hồi xưa là cái cây này quả rất là to luôn, nhưng mà dạo gần đây ngày càng già đi thì quả nó sẽ càng nhỏ lại. Nhưng mà cái chất lượng, cái độ ngon, độ dẻo, độ béo và độ khô của bơ thì nó vẫn như xưa thôi, chỉ là cái quả nó không được to như xưa nữa. Và bơ dạo này nó cũng rẻ hơn rất là nhiều mọi người ạ, nó không còn đắt giá như hồi xưa. Cây bơ sáp từ đời mấy chục năm nay của nhà Thủy, 30 năm cuộc đời, 40 năm cuộc đời. Thôi, Bon tránh ra đây, nó rớt vào đầu con kìa. Xích ra đi. Đi ra đây này nè.
Thì kêu chụp trái cây nhưng mà rớt tùm lum hết. Đau luôn. Bơ này già lắm rồi, là anh của Thủy chỉ cần lấy mấy cái cây đập vào cái cuốn quả là nó rụng rồi, tại vì nó rất là già rồi á, già cả nguyên cái cây luôn. Mà cái này thì nhà Thủy cũng không thể mang về Phần Lan, cái này chỉ hái để ăn và để cho dì út mang đi Sài Gòn thôi. Vì ăn cũng không hết đấy. Một cây bơ này Thủy nói là 35 năm rồi, Thủy không biết là bao lâu, nhưng mà từ khi mà Thủy nhận thức được thì Thủy đã thấy cây này là có trái rồi. Và nó là cái cây là nuôi nhà Thủy từ lúc bé giờ, là lúc xưa là ăn bơ thay đồ ăn á, là mình chỉ có cơm để ăn trộn với bơ để ăn thôi. Nhưng mà bơ này thì nếu mà ăn được bơ thì sẽ rất là béo luôn đó mọi người. Rồi rồi rồi, em đưa. Rồi giờ này mới chụp hình. Tí nữa, bây giờ người ta hái xong rồi, tục gì nữa, để mai. Này, già hết rồi. Những cái quả này nó có phấn không? Có chú anh chị thấy nhìn thấy không phấn phấn nào? Là nó già hết rồi, nó hơi mặt phấn trên này không? Cái này cũng già hết. À, cái này cũng già, con lắc lắc nó kêu rồi. Con theo. Nó à, kêu cộp cộp vậy là già đó. Cộp cộp cộp. Superman, Superman. Có nhặt 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 bơ cho chú đi. À, nhặt bơ vào đây hả? Nè, quả này hơi vẹo vẹo nhưng mà già rồi nè. Nhà này ăn béo lắm, bơ này béo lắm luôn á. Siêu béo. Siêu béo như là em bơ siêu béo xương không. Ừ, quả này nó chín tím trên cây này. Cái này chín là màu tím này. Này, quả phấn hết này. Mọi người thấy phấn không? Càng phấn này là nó càng già. Một lăng hết rồi. Kêu cộp cộp như đầu gối của các cụ. Ăn gì vậy? Bán gì vậy? Con ăn dâu. Tầm mà bán nhập dâu tầm ăn hả? Con là ngon đó. Con thích ăn dâu. Ừ, con thích ăn dâu hả? Miten se kaatui? Miten? Miten se kaatui? Siksi. Otitko sinä iPadia, otitko? Ei. Otitko sinä tätä näin? En. Otitko tätä? Ei. No ei se voi kaatua niin, että sinä vain katsot sitä, ei. Jotain sinä teit, että se kaatui. Mitä sinä teit, että se kaatui? Mitä sinä teit, että se kaatui? Kerro Eskelle, mitä sinä teit, että se kaatui, mitä? Saatko sinä puhua ollenkaan, osaatko? Oletko vauva? Mitä sinä teit, että se kaatui? Näytä Eskelle. Voi voi, oita sen jo. Rồi đi vào ăn cơm xong rồi ra chơi tiếp nha. Đúng, chỗ này để vừa dư cho thư. À con đưa bé đây. Ôi trời ơi. Bé Khánh mà không bé người ta. Bé Khánh.
Thúy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Và cuối cùng thì em Bon cũng đồng ý đi cắt tóc, nên ngày mai Thúy dẫn em Bon đi cắt tóc cô chú anh chị ạ.